of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại cùng mình vào buổi chiều ngày hôm nay nha. Ơi, dồ thôi. Chưa về ta nói làm chén cơm xong rồi làm clip cho mọi người xem nè. Đó, không ngủ trưa luôn á. Cho nên là mọi người có xem video này thì coi vui vẻ nha. Đó. Ngày mai thì nhân vật Hunter mới sẽ được vào trong trang viên. Nhưng mà đối với những cái bạn nào may mắn hoặc là đập cầu theo hình thức gọi là nạp tiền. Đấy, còn không thì chúng ta sẽ mua bằng cách là dùng manh mối hoặc là thẻ mở khóa nhân vật. Thôi, chơi Ada vui vẻ thôi. Rồi, trộm vía vô là thấy cái máy liền, là vô là múc cái máy liền. Chứ không thể đi ra kia chơi liền. Không là bị gì bột. Đi đây. Cắn được cái giờ. Trời, ngày xưa đi học mấy má. Lại husband rồi, kinh khủng. Ngày xưa đi học á, tôi nhớ ngày xưa con bé ngồi cạnh tên tôi, tên Mai, học mầm non á. Ở ngoài Bắc thì không biết ở sao, à quên, ở trong Nam thì người ta hay gọi lớp lá, lớp mầm, lớp chồi. Còn ở ngoài Bắc tụi mình học á, thì hay gọi, không biết giờ như nào, nhưng mà ngày xưa mình học là lớp 5 tuổi, lớp 4 tuổi, kiểu thế. Là ngày xưa ngồi cạnh con bé là tên là Mai. Trời ơi, nó ăn rồi nó đè mặt tôi ra, nó cấu riết, cấu lên, cấu xuống. Còn không nó cắn. Mình thì vùng vẫy trong sự đau đớn. Lúc cô giáo tới thì nó cắn xong mẹ rồi. Nổi dấu răng của nó lên rồi. Rồi thẹo, rồi cấu, rồi tùm lum la rồi. Mà công nhận mấy đứa con gái còn bé nó cấu đau thật chứ. Cấu mà đau dã man luôn ấy. Xong rồi cấu mà thẹo xẹo luôn mà. Sau này biết sao giờ, đợi mấy ngày nó mới hết. Tàn canh thiệt. Về nhà cứ bị hỏi là ai, đứa nào cấu, bảo con này nó cấu con đi. Trời ơi, khổ thật. Rồi, để cứu nè. Giờ thì học mầm non thì không biết như nào, nhưng mà ngày xưa học là ở lại lớp, là cô giáo cho ăn rồi cho ngủ luôn. Thấy cũng thương các cô đúng không? Một ví dụ như mình quản một đứa con nít nhà có không xong, các cô quản mấy chục đứa. Giống như gần đây các bạn xem cái clip cái gì mà hai bà cậu tự lo liệu đấy đấy. Như em là em đi cứu nha. Rồi skinhead luôn. Ôi vậy mà dính kìa. Trời ơi. Đẻo thế, bước ra xa rồi mà còn dính. Không thể tin nổi. Giống như gần đây các bạn xem một clip của một cậu bé rất là cute. Nín, đúng không? Giờ đi làm hay đi đâu chăng nữa mình cũng hay chê học sinh ấy. Nín là chúng nó nín liền. Mà làm cho thầy nổi cơn thịnh nộ lên là tụi bay cũng mệt nha. Trời, nói vậy thôi chứ em thương học sinh em lắm. Nín. Không ngậm mỏ là kiểm tra bài cũ, đúng không? Review đi old lesson liền, chứ không thì tàn canh. Rồi thổi kèn cho mỹ nhân đi cứu nè, để Pharaoh đi sửa máy. Ủa, tưởng mang hiệu ứng cái gối, cái hiệu ứng ngôi sao trên trời ấy. Rồi đi cứu đi bé yêu. Ủa, hai đứa này nó có hiềm khích với nhau để lát nó ra report nha. Lát ra report nhau đi. Ừ biết rồi má. Để sống dậy xong rồi đi giải máy nè. Con người của công việc, đúng không? Rảnh là phải đi giải máy, nhưng không có đi sân si được. Ngày mai ta nói còn ít chứ, tao sang tuần sau chắc lại bắt đầu một thời kỳ nhà nhà hula balu, người người hula balo, là bắt đầu vô game thấy Hunter chọi banh chọi bóng không đó. Giống như con dê nó mới ra quá trời người chơi, giờ làm miếp không thấy con đứa nào chơi hết trơn, tệ bạc. Ủa nó đâu rồi?
Ủa? Tự nhiên quăng cổng xong cái đi luôn nhỉ? Kinh khủng. Rồi hòa quyện vào nhau đi, làm mọi thứ, do something đi. Do everything. Làm mọi thứ đi. Skin này, đợt này skin cầu của Ada với Amy đẹp nha. Mà hai đứa này giống như kiểu đến thời kỳ kinh khủng của chúng nó tới sao á. Biết sao không? Tự nhiên quên bấm cổng. Biết sao hết phụ kiện xong bắt đầu tới skin cầu, xong rồi chuẩn bị tới đây là skin deduction star của Amy. Quá trời quá đất rồi. Chết rồi, nó tới rồi. Trời ơi, em khổ quá mọi người ơi. Nó ịn cái mông 806kg của nó lên mặt em. Gì đây? Làm sao vậy? Không canh ba led đâu má. Mắt đỏ mà canh ba led. Có điên không? Trời ơi, mắt đỏ mà làm như là mắt đen á. Nó đòi anh ơi, anh tha cho em lần này đi anh. Trời ơi. Nó làm như là mới vô game còn năm máy nguyên. Nó sợ ba led. Mắt đỏ mà đi canh ba led. Mọi người đừng chuyển kênh nha mọi người. Nó làm như mới vô là đầy máu, ba máu. Mà phải chi mắt đỏ chống được mắt tero sốc hay là gì đi. Không. Ừ, nó có máu ảo mà nhẽ ra là phải chống được tero sốc mới đúng. Hoặc là mắt đỏ. Đây. Như không. Ủa. Búp dùm. Nhanh nhanh đi soạn bài nghỉ trưa xíu nè. Mấy bữa nay em đang soạn đề cho chúng nó kiểm tra. Mà trộm vía ôn rồi mà vẫn có đứa không điểm, kinh khủng. Không điểm chỉ có gì bọt thôi. Lúc đấy lại bảo tại sao nước biển lại ngọt nha. Bởi vì nó quá vô lý. Ở cặp giò của Ada kìa. Lôi cái hồn nó khỏi người mẹ liền. Nếu không sẽ bị gì bọt. Qua tận đây luôn. Ở đâu rồi? Rồi sang luật sư rồi. Nói chung thì chơi những cái nhân vật này thì phải cay chay rất là cực ấy. Nhưng mà được cái là mình sống dai hơn những người khác. Bởi vì là mình có máu ảo. Nhưng mà tránh tero nhé. Mà chơi Ada sợ với con cấu máu lẻ kinh khủng. Rồi cấu máu bằng kỹ năng. Chẳng thà đánh tay như con Ivy này thì đỡ nè. Bởi vì nó đánh mình 3 hit. Còn mấy cái đứa mà kiểu thả skill ra cấu máu là mệt nha. Mệt mỏi. Ví dụ top 1 anh chat. Kinh khủng. Anh chat cũng lâu lắm rồi chưa có skin nha. Dì bọt liền mọi người. Nhanh lên ra skin mới đi cho người ta chơi lại nè. Những cú chém gió thần sầu. Ừ mà từ khi nhận nút bạc giờ chưa đăng hình nút bạc lên selfie một cái để khoe luôn á. Trời ơi. Rồi, Ivy đi lừa đèn luật sư. Kinh khủng. Bữa nay may sao hôm nọ mua cái kệ trong suốt để đựng đĩa V-Lin đấy. Trời ơi. Là sao vậy? Điên hả? Đang đuổi tù nhân cái sang đây rồi chết rồi. Ui. Con ngẩn ngờ này. Có để yên cho mẹ sống không thì bảo. Ủa con ngựa đâu rồi? Cái chỗ này chỗ nào mà sao trống thế? Trời ơi, cái chỗ gì mà không có một cái ba lét, không có một cái cửa sổ vậy trời. Xuống hầm, hay, mặn. Tuyệt vời. Không có một cái ba lét nào luôn á. Cứu em với mọi người ơi. Cái con đến đường kim chi cải thảo là của nước nào? Của nước Nhật Bản à? Trời ơi kinh khủng. Cứ tưởng là đi quẹo sang bên tay phải đây là sẽ có một cái ballet. Nhưng không ngờ. My husband cứu em với.
Cứu em còn máu ảo. Ok, rồi để em đỡ cho anh một hit nè. Đi sát vào, hòa quyện vào. Rồi ok. Cái con ngựa cũng mất tiêu luôn mà cái cửa sổ cũng không còn luôn. Kinh tởm. Kinh khủng. Kinh thiên động địa, kinh dị. Kinh kinh hãi. Kinh kinh đô. Rồi, vô. Mù ú neo, mèo ú nu. Bữa nay trời mát ghê mọi người, 12 giờ trưa mà ta nói mát mẻ kinh khủng luôn. Xứng đáng chiều nay tập ở lại tập văn nghệ vui vẻ hạnh phúc. Ánh nắng chiều lấp lánh qua hàng cây, trong tim mình hát vang một khung ca. Cái gì nữa? Cứ đuổi người lộn xộn luôn á. Ok. Em đang tập hát bài đó đó. Một tình yêu, một niềm vui chưa chan, thấp xa những bước chân đầu tiên, bao nhiêu mong ước, bao hoài bão. Ngày hôm nay cùng bên nhau tới trường. Trời ơi. Trời ơi, để xíu nữa úp cái clip xong ngồi nghe lại khúc này coi. Chấn động địa cầu tản ra nha. Mỗi đứa một hướng nha. Thằng kia đu cái dây để mẹ lôi nha. Tờ đơn ký sẵn rồi đó. Đu dây vô. Ủa, chưa hết thời gian. Rồi xong. Vô vô. Ê mốt nữa. Từ người đi trên con phố quen, cùng nhau dưới mái trường, tạo nên những tháng năm rừng rỡ. Trời ơi, hay quá. Ông bệnh nhân làm cái gì đấy? Cứu luôn kìa má. Rồi xong. Sao vô? Chết một khè là chết nè. Độ 93 rồi. Thua. À hòa chứ. Ôi giờ sao có cái hòm ở phía bên trên cái khu nhà nhỏ nhỏ ngay cạnh bồn cây á. Lục được kim tiêm thì ngon. Không biết cái hầm ở đâu cơ, chỗ này có ba cái hầm lận. Ông bệnh nhân đi vào luôn đi. Dù nhiệt tình quá khổ. Chết rồi, nó thấy rồi. Kim chi đỏ ao. Mệt bệnh nhân ghê. Vô vô đi, nhiệt tình quá khổ. Hãy xa lại gần nhau, sống trọn phù say những mơ ước tương lai. Trời ơi, tự luyến, tự ngân, tự mân, tự mê, tự sờ, tự sướng luôn, kinh khủng. Bye bye mọi người, chúc mọi người trời chiều vui vẻ nha.